Hàng trăm người sập bẫy tín dụng đen, gánh lãi hơn 400% trên năm. Nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an ở Ninh Thuận. Chiêm ngưỡng tranh tứ quý ghép trên gốc bưởi cổ thụ. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 14 tháng 12, có 15.220 ca COVID-19, Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 14 tháng 12 cho biết có 15.220 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh thành phố, trong đó Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước trong ngày có hơn 4.500 ca khỏi, 252 trường hợp tử vong tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 12 đến 16 giờ ngày 14 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý các bệnh Covid-19 ghi nhận 15.220 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 15.203 ca ghi nhận trong nước giảm 146 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố có 9.351 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Cà Mau 1011, thành phố Hồ Chí Minh 991, Tây Ninh 931, Bình Phước 907, Hà Nội 837, Đồng Tháp 734, Cần Thơ 692, Khánh Hòa 597, Vĩnh Long 596, Bến Tre 573, Bắc Liêu 475, Bình Định 468, Trà Vinh 465, Sóc Trăng 436, Tiền Giang 402, Thừa Thiên Huế 394, Hải Phòng 382, Bình Dương 352, Đồng Nai 336, An Giang 300, Kiên Giang 296. Hậu Giang 295, Bà Rịa Vũng Tàu 258, Bắc Ninh 225, Bình Thuận 211, Lâm Đồng 193, Đắk Lắk 178, Đà Nẵng 177, Quảng Ngãi 150, Gia Lai 141, Thanh Hóa 121, Hưng Yên 96, Đắk Nông 83, Long An 80, Quảng Nam 80, Nghệ An 67, Phú Yên 64, Quảng Ninh 62, Hà Giang 55, Ninh Thuận 45, Thái Bình 45, Hải Dương 45 Nam Định 44, Quảng Trị 35, Thái Nguyên 34, Ninh Bình 32, Vĩnh Phúc 29, Phú Thọ 28, Lạng Sơn 25, Sơn La 23, Hà Tĩnh 14, Hà Nam 14, Hòa Bình 13, Cao Bằng 12, Con Tum 12, Bắc Giang 11, Quảng Bình 9, Lào Cai 8, Điện Biên 8, Tuyên Quang 3, Yên Bái 2, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Bến Tre giảm 294, Hà Nội giảm 163, An Giang giảm 122, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Cà Mau tăng 218, Hải Phòng tăng 199, Bạc Liêu tăng 141. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.142 ca trên ngày. Tuyến đường hành lang hơn 500 tỷ đồng ở Hải Phòng bị chiếm dụng làm điểm thu mua, tái chế xăng dầu, nằm sát các bãi chứa container, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Như VTC News đã phản ánh về thực trạng cây dại mọc như rừng ở giải phân cách biên thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Những cây này che khuất tầm nhìn khiến người đi xe máy, ô tô đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông. Những ngày qua, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu huy động lực lượng cắt bỏ, dọn dẹp cây dại, rác thải trong giải phân cách biên toàn tuyến. Cây dại cao ngập đầu người, thậm chí vượt cả chiều cao xe container trên các giải phân cách biên đã được dẹp bỏ, trả lại tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông trên toàn tuyến tuy nhiên còn có những nguy cơ hiểm họa khác đã và đang tồn tại trên tuyến đường này đó là tình trạng chiếm dụng hành lang đường làm các điểm dịch vụ kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ và mất an toàn giao thông cuối tuyến đường còn là nơi chứa rác thải công cộng với đủ loại chai lọ thủy tinh sắt thép phế liệu gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến sức khỏe của người dân theo thiết kế, hành lang toàn tuyến đường này có chiều rộng 7,5m, được đắp cát và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tại các điểm giao cắt hay cột đèn tín hiệu giao thông, cây cối mọc um tùm đã nhiều năm không được cắt bỏ, duy tu. Đặc biệt là tình trạng nhiều cá nhân chiếm dụng hành lang làm nơi thu mua phế liệu, thu mua và tái chế xăng dầu ngay sát với một số cảng biển đang chứa các container, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng chống cháy nổ đối với khu vực cảng biển, khu công nghiệp ở đây. Nhiều hộ chiếm chọn hành lang đường, đặt cả container làm nơi bán hàng giải khát, ăn hàng ngay sát những bãi container phía bên trong cảng biển. Một số người dân ở đây cho biết thực trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng không được các lực lượng chức năng xử lý, giải tỏa. Những điểm thu mô dầu, gỗ, mọc trên vỉa hè, phía sau là bãi chứa container cảng biển. Thậm chí, có người dựng hẳn lán trại hoành tráng, bên trong là tiếng máy nổ được cho là đang tái chế dầu những điểm kinh doanh dịch vụ này không chỉ gây nguy cơ cháy nổ mà còn gây mất an toàn giao thông ngay dưới lòng đường bởi các phương tiện sẽ tập kết vào để giao dịch mua bán đây là tuyến đường chính vào khu công nghiệp đình vũ có lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông khá lớn ước tính hàng vạn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày Tuyến đường được ngân sách nhà nước đầu tư hơn 562 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2017 nhưng đến nay đang tồn tại những hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và dường như không được quản lý. Duy tu, bảo vệ kết cấu hạ tầng, trong đó có hạng mục hành lang toàn tuyến đường. Trả lời phỏng vấn VTC News, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, do dự án chưa được bàn giao nên trách nhiệm quản lý hành lang thuộc các nhà thầu. Trong khi đó, Thông tin với phóng viên VTC News, lãnh đạo phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng cho biết, hiện tuyến đường chưa được bàn giao cho Tổng cục Đường bộ và chính quyền địa phương nên trách nhiệm vẫn thuộc ban quản lý dự án. Lãnh đạo phường Đông Hải 2 cho biết thêm, thực trạng diễn ra nhiều năm nay có dấu hiệu mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và nhiều vấn đề phức tạp khác. Tuy nhiên, do địa phương chưa được bàn giao phối hợp quản lý nên lực lượng chức năng của phường cũng khó xử lý, giải tỏa một góc đường lối vào cổng cảng Đình Vũ đã bị người dân chiếm dụng, đặt hẳn chậu cảnh non bộ chắn ngang hành lang đường, người dân phải luồn lách đi qua. Còn đây là một đoạn hành lang được chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Vũ trồng cây phi lao, dựng hàng rào có lưới sắt bảo vệ, tuy nhiên lưới sắt sắc lẹm, nếu chẳng may người đi xe máy gặp sự cố tránh lên vỉa hè sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có doanh nghiệp trồng cây bên trong, dựng hàng rào sắt bên ngoài, gần như bao trọn hành lang đường. Một đoạn đường cây mọc như rừng không được cắt tỉa, chiếm toàn vỉa hè, không còn là hành lang an toàn giao thông. Đoạn vỉa hè phía trước lối vào cảng Đình Vũ trở thành điểm tập kết rác thải công nghiệp, nhìn nhếch nhác, bệ rạc ngay tại một khu công nghiệp lớn bậc nhất Hải Phòng, có chỗ hố ga thoát nước bị mất nắp không được cảnh báo, che đậy. Hàng trăm người sập bẫy tín dụng đen, gánh lãi hơn 400% trên năm, ngày 14 tháng 12 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Mờ Rắc để điều tra, xử lý một nhóm người từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Nhóm này gồm Bùi Văn Thiện, sinh năm 1999, Phạm Hồng Thái, sinh năm 1991, Đỗ Văn Hợp, sinh năm 1990, đều tạm trú ở huyện Mờ Rắc. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021, nhóm thanh niên trên từ thành phố Hải Phòng vào huyện Mờ Rắc để hoạt động tín dụng đen. Cơ quan điều tra xác định Nhóm này cho khoảng 150 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng, lãi suất từ 121,7% trên năm đến 405,5% trên năm. Những người mà nhóm này nhắm đến là những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương khó khăn trong mùa dịch, những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp. Kiểm tra tại nơi tạm trú của nhóm thanh niên trên, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Nhóm côn đồ chém trọng thương thượng úy công an ở Ninh Thuận. Sáng 14 tháng 12, Công an thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ liên quan đến nhóm côn đồ dùng dao kiếm chém trọng thương một thượng úy công an thuộc phường Thanh Sơn. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 12, Huỳnh Đủ, 26 tuổi, chú phường Mỹ Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, ngồi nhậu tại nhà với Trương Văn Hưởng, 30 tuổi, Phạm Thanh Linh, 21 tuổi, cùng chú huyện Ninh Phước. Trong lúc ăn nhậu, Hưởng nhận được điện thoại của Ngô Văn Phát, bạn của Hưởng báo mình bị tấn công. Nghe vậy, đủ Hưởng và Linh cầm theo hai cây đao, kiếm tự chế chạy xe đến công viên 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, tìm nhóm tấn công Phát. Thời điểm này, Thượng úy Ninh Quang Vũ cùng tổ bảo vệ dân phố phường Thanh Sơn đi tuần tra đã phát hiện nhóm của đủ mang theo đao kiếm nên yêu cầu bỏ hung khí xuống. Đủ không những không chấp hành còn chém nhiều nhát khiến thượng úy Vũ bị thương nặng ở tay trái. Sau đó cả nhóm đã bỏ trốn. Công an thành phố Phan Giang tháp tràm truy bắt Huỳnh Đủ và các đối tượng khác. Theo cơ quan công an, đủ từng có tiền án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, hưởng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Dưới đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, anh Nguyễn Văn Hưng, chú tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã ghép những cây chanh tứ quý, chanh đào, quất và quýt lên những gốc bưởi cổ thụ tạo thành loại cây cảnh độc nhất vô nhị. chanh của mình là chanh tứ quý và chanh đào mình điểm thêm để cho nó có hai màu nó nổi một màu đỏ và một màu vàng thiên thiên là về tứ quý nhiều hơn xong là mình sẽ chuyển điểm theo một vài mắt tranh đào vào đó cái cây tranh này thì nó có ưu ưu điểm là nó chơi xong hết nữa này nó lại ra nước khác nữa gối vào nhau còn những cây quất của mình thì nó có ưu điểm là mình dựa theo cái thế cái tán cái thế của những cái cây, cây tùng thì mình cũng rất muốn làm những cây này để cho những người dân của việt nam mà có những cái biệt thự đẹp hoặc những cái lâu uh, đài đẹp đặt ở những cái vật sảnh những cây bonsai như của mình thì rất đẹp luôn cây này là những cây mình mua những cây bưởi cái bưởi của những cổ cây bưởi của những người dân đấy xong mình phải về khai thác xong mình về mình chuyển đổi mắt chuyển đổi mắt chanh mắt quýt mắt quất mình chuyển đổi mình ghép vào đó quá trình một từ lúc mình mua về lúc mình được được mình bán cho thị trường ấy, để cho bà con chơi thì nó vào là 4 đến 5 năm tạo thế thì trước khi mình mua cây phôi là mình phải chọn cây mình phải chọn cây cây nào nó vào cái thế nào thì mình mới mua chứ nếu như nó không không chọn cây thì mình sẽ không làm được vào những cái thế cái tán cái bóng của nó như là mình ưng ý được vườn này của mình thì là có độ khoảng chanh to nhỏ mình có độ khoảng trên hai chục gốc còn quất thì quất đại thụ này của mình cũng có độ khoảng gần hai chục gốc còn quýt những vòng quýt quýt to quýt thế cổ thì cũng có độ khoảng chục gốc thôi. những cây quất gốc to của cổ ấy, thì nó dao động từ 10 triệu cho đến 100 triệu còn giá, giá thành của cây chanh ấy cái chanh thì đến những chanh nhỏ thì cũng khoảng cũng chừng tầm 10 triệu cho đến 200 triệu những cây nó khoảng trăm năm gần trăm năm tuổi thì nó giá thành nó sẽ cao hơn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.